Oklahoma, Alamari, Alamas, Omas. Yes. Vâng, xe cái đấy hit mark được xem là cân thôi. Xung tiếp vào trong trận thi đấu này. Yes. Chung kết đầu tiên ở phía bên kia đã là xe đấu thứ 7 và bây giờ đó là 19:16 phút rồi. Chắn luôn. Yes. Vâng, tạm dừng từ rất sớm. Không biết lại có hiện tượng nhớ map nữa hay không, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Đấy rồi, bãi quả đầu Rack hơi dốc rách. Nhưng mà vẫn đóng và ăn ngọt thôi. Đóng ăn ngọt. Và chúng ta hãy cùng xem màn hình máy của cái thủ BB vậy. Tàu hay là Việt. 1 hay là 2? 1 luôn. Không ảnh hưởng nhiều. Vâng, hai cái gốc gỗ 75 rất gần là chính. Nên nhớ bên kia là một hit và một mark. Không đơn giản. Hit thì thường bài nghèo nhưng bất thình lình giật mình một bài hit tự nhiên. Khung nét đẹp, lên đời chuẩn chỉ. Cũng khoai bài này. Đố một liệu có bài 1L 1D không? Chúng ta cũng chờ xem. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi là He. Tôi sẽ thay bờm bình luận cho trận thi đấu này. Đây là bài Seang của BB rất là xấu. Khả năng vì phải đánh châu dân để đánh cung, không thể đánh ít dân được. Bờ hiện giờ đang đi pit ở ngoài là không có sức kháng cự rồi. Nên là tôi sẽ vào thay bờm cho vài trận đấu nữa. Bên kia thì có một Hitty và một Max C. Lúc đầu thấy Gunny F3, khả năng Gunny lại nhớ map rồi. Có bài Seang nhìn cũng khá xấu, có một bãi quả phụ cho B. Một bài Seang nhìn khá xấu. Con voi này mà câu được thì khả năng đánh được. Vâng, bầy hiêu đầu của B. Không, bầy hiêu phụ, hiêu đầu xa thế được. Hình như B không có hiêu đầu. Hiêu đầu rất là xa. Thao tác cầu voi cũng khá là mượt, ngang tôi, không gần bằng, không thể nói là ngang được. Ngang thì đánh giá cao bi quá, nói gần bằng thôi. Câu con voi được khả năng 70% bằng bi, nên nắm là thua. Một trận đánh khả năng 25 dân của cuối 9 đầu 10. Bài xe hạng rất xấu. Bài gích của lô 1 nhìn gió ít lắm. Khả năng lại đồ ăn mắc binh rồi. Không cửa thua trận thi đấu này. Thua bơm giải hết tiền. Đi bài kích khả năng đánh 25 dân và kích 8 1x của Hồng khả năng phải hơn 8 2x của No 1. Trận này ép muộn đấy nhở? Tôi cầm trận này ép đầu 7 đấy. Nhưng mà vào tay No 1 thôi nó khác biệt. Ôi ông mày chắc là đánh 7 xe thôi. Đánh tỷ số 6-1 là đẹp rồi. Khởi động cho ngày mai. Khởi động cho kèo đấu mùa 4 ngày mai, kèo siêu hot giữa Liên Quân Sky và Game TV. Lần đầu tiên thấy Game TV cả Sky kết hợp. Không. Còn bên kia là Hà Nội và Thái Bình. Hai clan rất là truyền thống rất là lâu rồi.
Vâng, một tuần ép xịt của nó một là được BB bơm gỗ. Bi chạy lên rất sớm. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại thôi. Vừa rồi là một tuần hơi văng đuối một chút, và cũng may rất có he ở bên cạnh, và em đã đỡ được một lúc. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu thứ tư ở trong trận đấu thứ bảy. Thêm một đôi voi nữa dành cho cái thủ No 1. Vài cái thủ No 1 cực kỳ thầu giàu. Cái No 1 F25 nông dân bài này. Đấy, không thực sự quá sớm dành cho cái thủ No 1. Chéo luôn dành cho thủ BB, BB là người đánh cung. Chéo luôn và dường như có nông dân hoàng ở phía bên ngoài của đầu cánh 12 giờ phía bên này gần nhà cái thủ BB. Đấy, cùng chờ xem. Vâng, màn hình máy của game thủ No 1 thôi. À, xin lỗi, BB thôi. Một tê một giò công lên nhà của game thủ Gandhi trong tình huống này luôn. Và Gandhi và Van Lớp cũng gần nhau. Chúng ta cùng xem màn hình máy của game thủ No 1 để xem No 1 công giò tình huống này. Đôi voi này đã lộ L thứ hai luôn. Đấy, Hitty đến từ game thủ Gandhi, nhưng Gandhi là bài Hitty xấu luôn. Dừng dừa cực xấu. Vâng, nhưng có tê. Vâng, mới được 1A đến từ cái thủ Gandhi thì phải đang quá đuối gỗ đến từ cái thủ Gandhi. Dừng quá xấu và gỗ là cực kỳ đuối. Vâng, đóng thêm một chiếc BS ở đây luôn, có hai chém vào kê tách một chém thôi. Rồi. Gandhi đang mất rất nhiều gỗ để có thể bó bế. Có P hay không? Chúng ta cũng chờ xem. Không cần P luôn, bên kia là Max C đúng không? Bên kia là Max C, không cần P luôn. Giờ tôi mới nhớ. Vâng, tham lại 39/44. Bây giờ thì BB chuẩn bị đẩy tên cung đầu tiên vào bãi gỗ. Không, đây là bãi vàng của Max C. Bãi vàng của Max C. 40/44. Và màn hình máy của cái thủ No 1 25. Vô hướng dành cho cái thủ No 1 khi mà không có giò thời điểm này. Bây giờ thì vẫn hở. Vẫn chém, không phải là hở, vẫn chém xuyên được trong tuần này. Hey, nó báo về là bãi gỗ hở. Chúng ta cũng xem có bóng cung R để xem có phải là hở thật hay không. Một lượt giáp dành cho thủ BB. Nhưng ba chém ở đây tương đối nguy hiểm, chạy dân đi. Không phải e, hơi tay hơi bận để có thể thủ được tuần này. No 1 đang giặt dẹo rồi. Vâng, bây giờ thì cung đờ của cái thủ Gandhi cuối cùng đã nở ra. Tơn đầu tiên 4 ton. Vậy cũng đã 4A dành cho thủ Gandhi rồi. Nhưng Van Lớp bây giờ đang rất đuối. Chỉ còn lại một vài con chém đến từ cái thủ Gandhi rồi. À, chứ bạn đến từ cái thủ Van Lớp thôi. Rất đuối rồi. Đã lại 45/60. Và đây màn hình máy của cái thủ No 1 đã lại 28. Cực khỏe. Và bây giờ lao vào xong bãi gỗ này là xong rồi. Vâng, giữ con giò. Vào được bãi gỗ là xem như là xong luôn. Quá xấu đây rồi, bãi gỗ đã bắt đầu vào được rồi. Vâng, bây giờ thì tiếp tục lao ở trong này. Hết cửa rồi cho. Vâng, ra. Ôi. Vâng, kẻ cắp gặp bà già trong tình huống này luôn. Kẻ cắp và là gặp luôn bà già. Cũng không được. Rồi, giữ lại. Ở phía bên kia yếu lắm, Gandhi yếu lắm, nhà cực xấu luôn. Nhà Hitty ép vào thế phải đánh cung. Cực kỳ xấu. Đó là 27/32. Màn hình máy của game thủ BB 50/56. Vâng, tuần này là tương đối đông đến từ game thủ Gandhi. Có chém của game thủ No 1 không? Có thể tuần này dứt điểm luôn trận này. Đúng rồi, có chém đây rồi. Dứt điểm đi. Vâng, màn hình máy của game thủ BB để xem hai người phối hợp trong tình huống này. 52/64. Và đây là màn hình máy của game thủ No 1 đang liên tiếp đảo trước cửa cung R của game thủ BB. Ăn được tên này đấy, đẩy sâu, ăn được tên này đấy, chém đảo cung R được sao, không phải lấy ít đâu. Còn Van Lớp thì là yếu hẳn rồi, chả có y ọt gì tầm này đâu mà sợ. Vâng, tăng tiếp BA nữa. Và bây giờ No 1 tầm này 21.
Nông dân có bánh xe rụng nương đào hoa, còn phía bên kia thì xong vài con chém lởn vởn thôi. Còn với những con chém như này không bao giờ vào được nhà đối thủ quý vị. Tham Lai đã đè 6-4 được thời điểm hiện tại rồi. Tham Lai của Gandhi tầm này 40 là hết. Chỉ đến 40 là hết. 20/32 là Tham Lai lúc này đến từ đối thủ số 1. Còn BB là 66 và chúng ta hãy cùng xem BB ở tầm này. BB đang chơi vào mặt yếu đến từ đối thủ Gandhi. Nhưng Gandhi cũng có quân chơi vào mặt nách ở phía bên này của đối thủ BB. Đây một turn nữa quân tôi nghĩ là quyết định rồi. Quyết định đâu một có chém đảo hay không đây rồi. Rất nhiều chém của đối thủ No.1 đang lờn vờn ngay ở phía sau kích quân to. BB đang không có dốc nhưng số lượng của đối thủ BB đang là đông hơn hẳn. 18 trong này lúc này của đối thủ No.1 và BB là 60. Giải tán Gandhi là xong trận này rồi. Như vậy là Gandhi đã đi sai, tỷ số là 6-1 về C. 3-1 ở trong trận đấu thứ 7 và tỷ số được ấn định ở trong trận đấu thứ 7 là sau 7 C đó là 6-1. Chúng ta cùng chờ đợi xem có trận đấu nào nữa hay không. Oh,